Chào cả nhà, đây là đất của mình. Đám keo này các bạn, mặt tiền nó rộng hơn 50 mét. Đó, toàn một cái đám keo này. Đó. Hiện tại đường thì đường đất này các bạn, đường đất này. Đó. View thì rất là đẹp. Ở trước là có cái sông cầu. Ở trước là có sông cầu. Rất là đẹp này các bạn, thấy không? Đó. Sông rất là đẹp. Bên kia sông là cái đường dân bay. Nãy mình đi vô cũng là một cái đường dân bay, mà cái đường vòng trên núi này cũng là đường ra thác dân bay, khu du lịch dân bay luôn. Và bên kia nữa là cái núi đá rất đẹp, mà của một đại gia, người ta mua hết rồi, bây giờ đang tạo cảnh quan, người ta làm khu du lịch ngay cái núi đá trước mặt mình đó các bạn. Đó, ở đây là cái thung lũng cực kỳ đẹp luôn, bạn thấy cảnh quan xung quanh thung lũng quá đẹp. Đó, xe mình đó. Đó. Rồi.